Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang mở rộng tệp tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính để phục vụ trong nội các nhiệm kỳ thứ hai của mình. Theo giới quan sát, cuộc cạnh tranh cho vị trí quan chức kinh tế hàng đầu của ông trở nên hỗn loạn khi ông phải cân nhắc để đưa ra lựa chọn. Tổng thống đắc cử Mỹ đang cân nhắc vị trí này có khả năng trao cho ông Scott Bessent, một nhà quản lý quý đầu cơ, hay ông Howard Lutnick, đồng chủ tịch nhóm chuyển gia của ông Trump, giám đốc điều hành của Cantor Fitzgerald, một công ty tài chính. Theo các nguồn tin, ông Trump đã có động thái mở rộng mạng lưới các lựa chọn thay thế khả thi. Theo đó, danh sách này có thể bao gồm Kevin Walsh, cựu thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Mark Rowan, giám đốc điều hành của Apollo Global Management và Bill Hagetti, thượng nghị sĩ Tennessee, hiện cũng đang chạy đua, cùng với Robert Lattager, cựu đại diện thương mại Mỹ giữa thời ông Donald Trump. Ông Trump đã công bố một loạt các cuộc bổ nhiệm tiềm năng trong tuần qua về an ninh quốc gia, tư pháp, y tế và năng lượng nhưng vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về các vị trí kinh tế hàng đầu. Các cố vấn của ông đang tìm kiếm sự đảm bảo từ các ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Bộ trưởng Bộ Tài chính rằng họ cam kết thực hiện các kế hoạch toàn diện của ông Trump, trong đó có việc tăng thuế quan. Ông Elon Musk, vị tỷ phú nổi lên như một trong những đồng minh thân cận nhất của ông Donald Trump vào cuối tuần qua, cân nhắc ủng hộ ứng cử viên Lutnick hay Bessen. Cả ông Bessen và ông Lutnik đều chạy đua quyết liệt cho vị trí này, với việc đồng minh của hai ông đều đưa ra những ý kiến bảo vệ cho ứng cử viên của mình. Chiến dịch vận động cả công khai và ngầm này khiến ông Trump không hài lòng và kéo dài thảo luận trong nội bộ về lựa chọn nhân sự với việc ông Trump xem xét một số ứng cử viên khác. Đội chuyển giao quyền lực cũng thảo luận đến trường hợp của Robert Lighthizer, đại diện thương mại Mỹ dưới nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump và ông Matt Rowan từ quỹ đầu tư Apollo Global. Hai người này được lựa chọn để đảm nhận vai trò quản lý kinh tế trong nội các, kể cả cương vị Bộ trưởng Bộ Tài chính. Một số cố vấn của Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết, một khi ông trump đã chốt được nhân sự cho bộ tài chính những ứng cử viên còn lại sẽ được đề cử cho những vị trí khác trong đó có giám đốc hội đồng kinh tế quốc gia nec cùng lúc ông trump cũng được cho là sẽ sớm công bố lựa chọn nhân sự cho chức bộ trưởng bộ thương mại nguồn tin thân cận với ông trump cho biết người có khả năng cao nhất được chọn là bà linda mcmahon cựu giám đốc cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ mỹ sba bất kỳ nhân vật nào được ông trump chọn cho vị trí bộ trưởng bộ tài chính đều sẽ đóng vai trò quan trọng cùng với quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ trong việc đưa các chính sách này vào hành động cũng như quản lý các hậu quả kinh tế. Các quốc gia châu Âu đang ngày càng ủng hộ lập trường của Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump về việc thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Đây được coi là sự thay đổi đáng kể so với thời điểm khoảng 6 tháng trước. Cụ thể, theo báo Mỹ, Wall Street Journal, nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình Nga-Ukraine của ông Donald Trump đang ngày càng nhận được sự ủng hộ ở châu Âu trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu thảo luận về việc liệu có thể lấp đầy khoảng trống tài trợ cho Ukraine nếu Mỹ rút lui hay không, họ cũng nhận ra một lối thoát khả dĩ hơn cho cuộc xung đột là ủng hộ lập trường của ông Donald Trump. Phương Tây ghi nhận lợi thế của Nga trên chiến trường, trong khi Ukraine gặp khó khăn do thiếu nhân lực và vũ khí. Đây được coi là sự thay đổi đáng kể so với cách đây khoảng 6 tháng. Khi đó, châu Âu tỏ ra hoài nghi về tuyên bố nhanh chóng chấm dứt xung đột ở Ukraine của ông Trump và lo ngại ông Trump có thể thúc đẩy thỏa thuận bất lợi với Ukraine. Theo Journal, hiện tại, Châu Âu vẫn có sự lo ngại nhất định về việc liệu ông Trump có để Ukraine quyết định các điều khoản hòa bình hay không và ở mức nào. Nga một mặt khẳng định quan điểm sẵn sàng đàm phán hòa bình, mặt khác yêu cầu Ukraine phải chấp nhận các điều khoản do Moscow đưa ra, như cam kết trung lập, công nhận các vùng lãnh thổ Nga sắp nhập và tiến tới phi quân sự hóa, phi phát xít hóa hoàn toàn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã có sự thay đổi. Ông Zelensky thừa nhận ông Trump có thể giúp xung đột ở Ukraine sớm kết thúc thông qua đàm phán. Theo UOL. Kiev hy vọng ông Trump có thể đem đến những bất ngờ, ví dụ như có thể thúc đẩy Moscow giảm bớt các điều kiện hòa bình. Theo World Journal, đội ngũ của ông Donald Trump đang bày tỏ sự tự tin về việc Ukraine có thể sẵn sàng đàm phán với Nga hơn những gì Kiev tỏ ra ở bên ngoài. Ông Trump và đội ngũ cố vấn cũng đánh giá với các bước lùi trên chiến trường, Ukraine sớm muộn sẽ không còn cách nào khác ngoài việc đàm phán với Nga. Theo World Journal, giới chức châu Âu bày tỏ sự lạc quan về ông Trump tỏ ra ghi nhận những cảnh báo của đồng minh về những hệ quả nếu quá nhất nhượng Nga trong vấn đề Ukraine. Mục tiêu của châu Âu là duy trì một Ukraine tự chủ, kể cả khi nước này phải nhượng bộ lãnh thổ với Nga. Một số nhà ngoại giao nói với Ushijono rằng, kết thúc xung đột vào lúc này có vẻ có nhiều khả năng bảo đảm mục tiêu đó hơn. Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết, cuộc không kích vào cuối tuần qua có vẻ như là một phản ứng mạnh mẽ từ Nga trước việc châu Âu ngày càng sẵn sàng theo đuổi một thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha cho hay, chúng tôi cần hòa bình thông qua sức mạnh, không phải sự xoa dịu. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong chính sách của nước này đối với xung đột Ukraine. Giới chức Mỹ vừa cho hay, ông Biden đã lần đầu tiên cho phép quân đội Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Atak do Mỹ sản xuất và cung cấp để đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Atak là viết tắt bằng tiếng Anh của cụm từ hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân. Động thái tiên phong này của Mỹ cũng tạo điều kiện cho Anh và Pháp cung cấp những vũ khí tầm xa tương ứng của họ cho Ukraine. Như vậy, một lần nữa, Mỹ nói riêng và phương Tây nói chung đã vượt qua thêm một làn danh đỏ của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước động thái trên, nhà phân tích quân sự và cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter đã có những nhận định trên mạng xã hội X. Theo đó, ông Ritter cho rằng cả NATO và Ukraine sẽ bị tiêu diệt nếu Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không can thiệp vào quyết định của ông Joe Biden về việc tấn công Nga. Cụ thể, ông Scott Ritter viết, trừ khi ông Trump can thiệp và kiềm chế Ukraine và NATO, mọi nỗ lực nhằm thực hiện quyết định của ông Biden sẽ là tai họa. Theo chuyên gia này, quyết định của Washington cho phép Kiev bắn tên lửa Atak MS vào Nga chẳng khác đi vào đường cùng. Trong khi đó, trong một tuyên bố mới nhất ngày 18 tháng 11, người văn ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, việc cho phép tiến hành các cuộc tấn công sâu vào Liên bang Nga nếu nó được thông qua và thu hút sự chú ý của chế độ Kiev sẽ là một vòng căng thẳng mới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo vào tháng 9 rằng việc mở rộng các cuộc tấn công sâu vào bên trong nước Nga bằng vũ khí phương Tây sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Ông lập luận rằng những cuộc tấn công như vậy sẽ không thể được thực hiện nếu không có sự tham gia của nhân sự nước ngoài. Ông Putin nói, điều đó có nghĩa là các nước NATO sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột quân sự với Nga. Trước đó ngày 17 tháng 11, tờ New York Times dẫn lời các quan chức chính quyền Mỹ giấu tên đưa tin rằng ông Biden lần đầu tiên cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công Nga. Theo các nguồn tin, các cuộc tấn công sâu đầu tiên vào lãnh thổ Nga rất có thể sẽ được thực hiện bằng tên lửa atak Pháp và Anh cũng cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của họ, Le Figaro viết. Người đứng đầu Ủy ban Hiến pháp của Hội đồng Liên bang Nga, ông Andrei Kulisas nói rằng việc phương Tây áp dụng quyết định về mức độ này có thể gây ra hậu quả to lớn, dẫn đến việc Ukraine mất hoàn toàn tư cách nhà nước. Thủ tướng nước Olaf Scholz vừa qua đại điện đàm khoảng 60 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cuộc trao đổi được thực hiện theo đề nghị từ phía Đức và đây là lần điện đàm đầu tiên giữa hai lãnh đạo kể từ tháng 12 năm 2022. Trả lời nhật báo Süddeutsche Zeitung của Đức ngày 15 tháng 11, ông Scholz cho biết, trò chuyện trực tiếp là cách duy nhất để tìm ra Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nghĩ gì về việc bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine. Ông Scholz nhấn mạnh, chúng ta sẽ phải tìm ra bằng cách nói chuyện với ông ấy, tức ông Putin, về vấn đề này. Bên cạnh đó, sẽ là sai lầm nếu các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga, Mỹ diễn ra sớm nhưng người đứng đầu một trong những nước quan trọng nhất ở châu Âu lại không tham gia. Ông Scholz nói, ngụ ý về khả năng ông Putin trao đổi với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump. Trong khi đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho hay, Điện Kremlin coi cuộc trò chuyện giữa lãnh đạo Nga, Đức như một phép thử để so sánh các quan điểm. Ông Peskov nói, động cơ chính trị ở đây là nắm bắt tình hình một cách trực tiếp. Trước khi tiến hành cuộc gọi với ông Putin, ông Scholz đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đồng thời thông báo trước một tháng cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ông Zelensky tin rằng Thủ tướng Scholz đã mở hộp Pandora, làm suy yếu sự cô lập đối với Nga và xây dựng tiền đề để các nhà lãnh đạo châu Âu khác cũng có thể bắt đầu đàm phán với Tổng thống Putin. Theo hãng tin Reuters của Anh, ông Zelensky đã cố gắng thuyết phục ông Scholz không tiến hành cuộc trò chuyện nhưng không thành công. Sau đó, phát biểu trước các phóng viên tại Berlin trước khi bay tới Brazil để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, ông thông báo rằng không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy lập trường của Moscow về các sự kiện ở Ukraine thay đổi. Ông Show nói, cuộc trò chuyện rất chi tiết, nhưng nó cho thấy quan điểm của Tổng thống Nga có rất ít sự thay đổi, đó không phải là tin tốt. Thủ tướng Đức đồng thời lưu ý, ông đã nỗ lực để có một cuộc trò chuyện với Tổng thống Nga và điều đó rất quan trọng. Trong khi đó, một số quốc gia thuộc NATO như Thụy Điển đã liên tục kêu gọi người dân chuẩn bị tinh thần và vật chất cho một cuộc xung đột tiềm tàng giữa tình hình an ninh nghiêm trọng quanh nước này. AFP đưa tin, cơ quan các tình huống khẩn cấp dân sự Thụy Điển MSB sẽ phát sổ thông tin hướng dẫn người dân cách chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp như chiến tranh, tấn công mạng. Khoảng 5,2 triệu bản hướng dẫn dày 32 trang với tiêu đề Nếu khủng hoảng hoặc chiến tranh xảy ra được phát cho người dân trong vòng 2 tuần tới. Trong đó có những hình ảnh minh họa đơn giản với các mối đe dọa đối với Thụy Điển như xung đột quân sự, thảm họa tự nhiên và tấn công khủng bố, tấn công mạng. Cuốn sổ hướng dẫn cho người dân cách chuẩn bị bảo quản thực phẩm có thể để lâu ngày và tích trữ nước cùng thời điểm, theo AFP, chính phủ quốc gia đồng minh láng giềng Phần Lan khởi tạo một website thu thập thông tin về việc chuẩn bị cho các cuộc khủng hoảng khác nhau. Quốc gia NATO này có đường biên giới dài 1.340 km với Nga. Trang Bloomberg vừa qua đưa tin, sau gần 1.000 ngày xung đột, các đồng minh của Ukraine đang thúc đẩy Tổng thống Volodymyr Zelensky cân nhắc những lựa chọn mới để kéo Tổng thống Nga Vladimir Putin vào bàn đàm phán. Chia sẻ với Bloomberg, hai quan chức châu Âu giấu tên cho biết. Càng ngày càng có nhiều người cho rằng ông Zelensky sẽ phải thỏa hiệp với ông Putin vì rõ ràng là Ukraine không thể đảm bảo chiến thắng quyết định. Cũng theo Bloomberg, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan là thành viên NATO mới nhất tham gia nỗ lực đàm phán hòa bình. Ông sẽ trình bày đề xuất của mình về việc đóng băng xung đột khi các nhà lãnh đạo nhóm G20 họp tại Rio de Janeiro. Cụ thể, các nguồn tin cho biết ông Erdogan sẽ đề xuất rằng ông Zelensky phải đồng ý trì hoãn các cuộc thảo luận về việc gia nhập NATO trong ít nhất 10 năm để nhường bộ Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đề xuất việc thành lập một khu phi quân sự ở vùng đồn bát phía đông Ukraine, nơi ngài đã kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ lớn kể từ năm 2014. Ông Erdogan cho rằng quân đội quốc tế có thể được triển khai ở đó như một sự đảm bảo bổ sung về quân sự để bù đắp cho việc Ukraine không tham gia NATO. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận rằng đề xuất như vậy sẽ khó được Ukraine chấp nhận, nhưng họ tin rằng đây là cách tiếp cận thực tế nhất. Họ sẽ hướng đến việc gác lại các cuộc thảo luận về số phận lâu dài của các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng để tập trung vào việc đảm bảo lệnh ngừng bắn ổn định trước tiên. Bloomberg nhận định Kế hoạch trên cũng có thể hấp dẫn một số đồng minh của Kyiv, những người lo ngại rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine sẽ có nguy cơ khiến họ xung đột trực tiếp với Điện Kremlin. Đáng chú ý, phía Moscow đã có tuyên bố đáp lại ngay sau động thái của ông Erdogan. Cụ thể, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Moscow không có thông tin về bất kỳ đề xuất nào do ông Erdogan chuẩn bị. Tuy nhiên, ông nói rằng bất kỳ hình thức đóng băng nào theo hướng xung đột đều không thể chấp nhận được đối với phía Nga. Ông Peskov cũng nhấn mạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó đã nêu ra các điều kiện để chấm dứt xung đột và những bước đi đó là những gì cần phải làm để chấm dứt tình hình hiện tại. Vào tháng 6 năm nay, ông Putin đã đặt ra các điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Ukraine khỏi tất cả các vùng lãnh thổ của Nga, bao gồm Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, và các khu vực Kherson và Zaporizhia. Điều kiện đàm phán cũng bao gồm việc Ukraine cam kết hợp pháp không bao giờ gia nhập NATO hoặc bất kỳ khối quân sự phương Tây nào khác. Theo Sputnik, Nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin Pháp và Anh đã tiếp bước Mỹ, quả đó cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa Scarp Storm Shadow. Trước đó, chính quyền Mỹ xác nhận Tổng thống Joe Biden cũng đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa Atak FS do Washington cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Mặc dù không cung cấp số lượng cụ thể, nhưng Le Figaro lưu ý Ukraine đang có trong tay nhiều tên lửa Attack FS của Mỹ hơn so với tên lửa Scarp Storm Shadow do Anh và Pháp cung cấp. Tin đồn về việc Mỹ, Anh và Pháp cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công Nga đã rầm rộ từ tháng 9 năm nay. Khi đó, tờ Guardian dẫn một nguồn tin trong chính phủ Anh khẳng định, London đã cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Scalp Storm Shadow để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga, chỉ là quyết định chưa được công bố sớm mà thôi. Tên lửa Scalp Storm Shadow có tầm bắn tối đa lên tới 550 km và được tờ Telegraph Anh gọi là một trong những vũ khí hủy diệt mạnh nhất của Ukraine hiện nay. Ông Alexander Emakov, Chuyên gia về vũ khí chiến lược và là nghiên cứu viên tại Imemoros từng nói rằng các sân bay quân sự, trung tâm hậu cần quan trọng và sở chỉ huy quân sự của Nga có thể là những nơi đầu tiên bị tên lửa chiến thuật Atak MS của Mỹ tấn công. Theo ông, các mục tiêu của Nga ở Smolensk, Kaluga, Lipetsk và Vogodon có thể bị nhắm tới. Phản ứng trước thông tin Mỹ, Anh, Pháp cho phép Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa qua đã nêu rõ về phương thức đáp trả mà Tổng thống Vladimir Putin đã đề cập Cụ thể, bà Zakharova nhắc lại phát ngôn của ông Putin trước đó rằng việc cho phép Kyiv sử dụng vũ khí tầm xa sẽ thay đổi bản chất của cuộc xung đột. Đồng thời so sánh các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây gần giống với hành động xâm lược. Theo bà Zakharova, tổng thống Nga đã đề cập tới phương thức đáp trả rằng Moscow không loại trừ khả năng sẽ cung cấp vũ khí cho các khu vực khác trên thế giới mà từ đó các cuộc tấn công có thể được phát động nhằm vào mục tiêu ở những nước cung cấp vũ khí cho Kyiv. Bà Zakharova cũng đề cập thêm rằng vào mùa thu năm nay, ông Putin đã đề xuất thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga trong số các sửa đổi của quyết định coi hành động gây xung đột của một quốc gia phi hạt nhân. Nhưng có sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân là một cuộc tấn công chung nhằm vào Nga. Trung tâm quan hệ công chúng của Tổng cục An ninh Liên bang Nga, FSB đưa tin, một điệp viên Ukraine đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố ở ba khu vực của Nga đã bị bắt giữ tại khu vực Kaluga. Thông báo của cơ quan an ninh Nga cho biết, một công dân Nga sinh năm 1976, đã bị bắt giữ vì lợi ích của các cơ quan đặc biệt Ukraine đang lắp ráp các thiết bị nổ tự chế, sau đó được lên kế hoạch sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở các vùng Belgorod, Bryansk và Tula. Trước đó, Trung tâm Tình báo Trung ương FSB đã báo cáo về việc giam giữ một người Nga ở vùng Kaluga. Người này đã thu thập các thiết bị nổ tự chế cho các cơ quan đặc biệt của Ukraine và chuyển chúng qua nơi ẩn náu cho các đặc vụ khác để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở các vùng Belgorod, Bryansk và Tula. Một cuộc khám xét được tiến hành tại nhà của người này, trong đó có một thiết bị nổ làm sẵn nặng 4,8 kg, các bộ phận làm thuốc nổ, hộp đạn, vũ khí từ chiến tranh viện quốc vĩ đại, một khẩu súng lục Makarov, thẻ SIM, máy tính sách tay và điện thoại thông minh để liên lạc với dịch vụ đặc biệt ở Ukraine đã bị tịch thu. Số vũ khí thu giữ được đang được đưa đi giám định. Đơn vị điều tra của cục FSB vùng Kaluga đã mở vụ án hình sự. Cách đây ít hôm, một người Nga được thuê làm nhiệm vụ cho tình báo quân sự của Ukraine đã bị bắt giữ ở miền Trung nước Nga. FSB cho biết, đó là một công dân Nga ở độ tuổi ngoài 20. Người này đã tự liên hệ với cơ quan tình báo HUR của Ukraine. Anh ta được hứa trả tiền để chụp ảnh và quay video nhà máy quân sự Nga. Nghi phạm bị điều tra về tội phản quốc. Đoạn video do FSB công bố cho thấy khoảnh khắc người đàn ông bị bắt tại một địa điểm không xác định gần một tuyến đường sắt. Trước đó, FSB cũng thông báo đã bắt giữ hai người, được cho là đã có ý định thực hiện các hành động phá hoại thay mặt cho Ukraine. Một trường hợp xảy ra ở thành phố Sevastopol thuộc Crimea và trường hợp còn lại ở vùng Sverdlovsk. Cả hai người này đều bị chặn lại khi đang tìm cách thực hiện các cuộc tấn công bằng cách đốt phá. Tại Sevastopol, nghi phạm đã được hứa trả 1.000 đô la Mỹ để thực hiện nhiệm vụ. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cho biết đơn vị phòng không của Nga phá hủy 59 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm, bao gồm hai máy bay đang hướng về phía Moscow. Theo đó, quân đội Nga đã phá hủy khoảng 45 máy bay không người lái của Kiev trên vùng Bryansk, sắp biên giới với Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông tin thêm, ngoài hai chiếc bị bắn hạ ở khu vực Moskva, nhiều máy bay không người lái khác cũng bị phá hủy ở khu vực Kursk, Belgorod và Tula. Cập nhật tình hình, thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin viết trên Telegram cho biết, theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong nào tại địa điểm mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống. Trong khi đó, thống đốc vùng Alexander Bogomaz cho hay, tất cả máy bay không người lái mà Ukraine phóng vào khu vực này đều bị phá hủy. Hiện tại, Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Phía Kiev thường cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bên trong Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng đối với nỗ lực tấn công của Moscow là để đáp trả những cuộc tấn công liên tục của Nga và Ukraine. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, cách thời điểm Ukraine tổ chức được không kích lớn nhắm vào Moscow ít lâu, tên lửa UAV Nga cũng đã tấn công vào một tòa nhà 9 tầng tại thành phố Sumy, miền Bắc Ukraine, khiến hơn 400 người phải sơ tán khẩn cấp khỏi khu vực này. Được biết, cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine dấy lên lo ngại về khả năng Moscow cố tình phá hoại nguồn điện của Kiev trước mùa đông. Đây là cuộc tấn công lớn nhất trong 3 tháng qua, gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, làm gián đoạn cung cấp điện và nước ở nhiều khu vực. Ba Lan cùng một số đồng minh đã phải huy động máy bay chiến đấu nhằm bảo vệ không phận trước cuộc tấn công quy mô lớn này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tất cả các mục tiêu tấn công của nước này đều liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Kiev. Theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế, dù các nhà máy điện hạt nhân không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhiều trạm biến áp đã chịu thiệt hại nặng nề. Cuộc xung đột tiếp tục diễn ra với tình hình căng thẳng, khiến nhiều người dân Ukraine phải đối mặt với một mùa đông đầy thử thách và nhiều mất mát. Theo Reuters, dẫn lời bộ trưởng năng lượng Ukraine Kievman Kluschenko cho biết, Kyiv đã có phương án chuẩn bị cho các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đang đến gần. Tuy nhiên, tình trạng mất điện kéo dài đang tạo ra áp lực tâm lý đối với hầu hết người dân Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ARD, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, việc chuyển giao tên lửa hành trình phóng từ trên không Taurus cho Ukraine sẽ không làm thay đổi đáng kể tình hình trên chiến trường. Ông Pistorius cho biết, khi được hỏi về việc liệu Đức có nên xem xét lại quyết định không cung cấp cho Ukraine tên lửa Taurus hay không, tên lửa Taurus sẽ không phải là một yếu tố làm thay đổi tình hình xung đột. Nhiệm vụ của các nước châu Âu, chúng tôi trong cuộc xung đột là rất khác nhau. Bây giờ chúng tôi phải đảm bảo rằng Ukraine tiếp tục nhận được nguồn viện trợ lâu dài. Thủ tướng Đức Olaf Scholz hồi tháng 4 cũng tuyên bố sẽ không thay đổi quan điểm về việc viện trợ tên lửa cho Kiev, do lo ngại tên lửa hành trình Taurus có thể được sử dụng để tấn công sâu bên trong lãnh thổ Moscow và làm gia tăng xung đột với Nga. Taurus là tên lửa hành trình phóng từ trên không do công ty liên doanh Đức Thụy Điển Taurus System GmbH sản xuất. Tên lửa này hiện đang được sử dụng trong quân đội của Đức, Tây Ban Nha và Hàn Quốc. Tên lửa Taurus có trọng lượng khoảng 1.400 kg, mang đầu đạn nặng 480 kg, có tầm bắn lên tới 500 km. Tuyên bố của ông Pistorius được đưa ra khi một số quan chức EU lo ngại rằng việc Tổng thống đắc cử Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 có thể chấm dứt dòng chảy viện trợ từ Washington tới Kiev. Hồi tháng 9, ông Sol tiếp tục cảnh báo rằng quyết định cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine tương đương với việc tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột với Nga. Tuần trước, trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau gần 2 năm, ông Sol đã tái khẳng định quyết tâm của Berlin trong việc hỗ trợ Kiev, đồng thời kêu gọi Nga chấm dứt các hoạt động quân sự tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Đức hiện đang phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và cuộc bầu cử sớm vào đầu năm sau, sau khi liên minh cầm quyền sụp đổ vì bất đồng với ngân sách. Berlin đã sử dụng hàng tỷ euro từ ngân quỹ trong nước để viện trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine trong những năm gần đây. Cuộc phỏng vấn của ông Pistorius diễn ra chung với thời điểm nhiều hãng thông tấn lớn đưa tin, Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden đã đảo ngược chính sách trước đó và cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Nhà lãnh đạo Điện Kremlin từng tuyên bố sự tham gia trực tiếp của các nước phương Tây sẽ làm thay đổi bản chất của cuộc xung đột và Moscow sẽ buộc phải đưa ra quyết định dựa trên những mối đe dọa có thể tạo ra đối với Nga. Theo đài RT, phía Nga xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trong đêm vào Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng và công nghiệp quân sự quan trọng. Bộ Quốc phòng Nga công bố một số chi tiết của cuộc tấn công sử dụng thiết bị không người lái UAV cũng như các loại vũ khí trên không và trên biển tầm xa khác. Theo thông tin mới nhất, cuộc không kích này của Nga đã làm lung lay sự đồng thuận mong manh giữa nhóm 20 nền kinh tế lớn soạn thảo tuyên bố chung tại hội nghị thượng đỉnh thường niên của các nhà lãnh đạo ở Rio de Janeiro. Thông tin này được ba nhà ngoại giao nắm rõ các cuộc đàm phán nói với hãng tin Reuters. Các nhà ngoại giao châu Âu hiện đang thúc đẩy việc xem xét lại ngôn ngữ đã thống nhất trước đó về chủ đề xung đột toàn cầu sau khi Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhất vào Ukraine trong gần 3 tháng. Mỹ đã phản ứng bằng cách dỡ bỏ các giới hạn trước đó đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công sâu vào Nga. Xung đột gia tăng có thể làm đảo lộn sự đồng thuận khó khăn mà các nhà đàm phán G20 đạt được vào khoảng 5 giờ sáng ngày 17 tháng 11, sau một đêm nỗ lực chuẩn bị tuyên bố chung để các nhà lãnh đạo đến Rio xem xét lần cuối. Sự đồng thuận sơ bộ sau 6 ngày đàm phán, bao gồm ngôn ngữ hợp lý về các cuộc xung đột toàn cầu, bao gồm cả cuộc chiến ở Ukraine tập trung vào nhu cầu đàm phán hòa bình thay vì chỉ trích bất kỳ bên nào tham gia. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết, ngay cả sự đồng thuận đơn giản hơn đó hiện cũng có thể được xem xét lại sau cuộc không kích của Nga và viễn cảnh gia tăng hơn nữa. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp báo G20 ở Rio de Janeiro rằng ông tiếp tục ủng hộ những nỗ lực hướng tới hòa bình công bằng ở Ukraine. Ông Guterres nói, lập trường của chúng tôi rất rõ ràng liên quan đến việc tránh gia tăng vĩnh viễn trong cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu với các nhà báo ở Buenos Aires rằng ông tập trung ủng hộ phản ứng của Ukraine. Ông Macron phát biểu trước khi lên đường đến Brazil. Với những gì đang diễn ra ngày hôm nay, trước tiên chúng ta phải trang bị và cho phép Ukraine kháng cự. Đây là chìa khóa cho những ngày và tuần sắp tới. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ban châu Âu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Global TV từ Rio, chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine chừng nào còn cần thiết.